Người Bolivia nấu ăn để kỷ niệm ngày giành độc lập. Người dân Bolivia đã tụ tập tại thủ đô La Paz của đất nước vào thứ Sáu, mùng 1 tháng 7 để thưởng thức một đĩa súp chay rau truyền thống khổng lồ nhân ngày kỷ niệm giành độc lập của đất nước. Đầu bếp Pedro Cardina nói với Reuters rằng chiếc đồ dùng để nấu súp có đường kính 3m và sâu 1m. Món súp bao gồm các nguyên liệu truyền thống của Bolivia như chuno, một loại khoai tây được người bản địa xấy khô theo cách truyền thống, và các nguyên liệu do người Tây Ban Nha mang đến như thịt bò và lúa mì. Truyền thông địa phương đưa tin khoảng 1.000 đĩa chay rau đã được phục vụ cho những người tham dự và người qua đường. Các nhà lãnh đạo Bolivia đã dẫn đầu một cuộc nổi dậy chống lại Tây Ban Nha, người đã thực hiện cuộc nổi dậy cuối cùng của họ vào năm 1809. Sau 16 năm chiến tranh mở, một nhóm quân ly khai và du kích đã giành chiến thắng trong trận Ayacucho quyết định chống lại quân đội Hoàng gia Tây Ban Nha và vào năm 1825, giải phóng Bolivia khỏi ách thống trị của Tây Ban Nha.